Ok, xin chào các anh chị. Chúng ta lại tiếp tục nhé. Trong bài học này thì tôi sẽ chia sẻ về một cái chữ P thứ 7 trong kế hoạch Marketing 7P, Marketing 7P Mix, đúng không ạ? Chữ P thứ 7 dịch ra tiếng Việt là sứ mệnh hoặc là triết lý kinh doanh, philosophy. Thế thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là sứ mệnh kinh doanh của bạn là gì? Sứ mệnh và triết lý kinh doanh của doanh nghiệp của bạn là gì? Đúng không ạ? Thế thì ở đây sứ mệnh nó được đưa ra bằng những quan điểm và những ngôn từ mà chúng ta thể hiện rất rõ, đó là nằm trong chiến lược mà chủ doanh nghiệp cũng như là tập thể cán bộ công nhân viên cũng như là đội nhóm của chúng ta sẽ phải thực hiện được. Thì cái sứ mệnh này nó sẽ liên quan đến các cái vấn đề về khách hàng, liên quan đến triết lý về sản phẩm, liên quan đến triết lý về đối tác, về cổ đông và về chính đội ngũ nhân viên của chúng ta. Nó cũng nằm trong các chủ đề liên quan đến văn hóa doanh nghiệp. Vâng, văn hóa doanh nghiệp mà tôi cũng có đề cập một phần ở trong cái phần chiến lược về nhân sự. Thế thì cái phần triết lý kinh doanh là gì? Ví dụ như công ty của chúng tôi muốn xây dựng rằng là chúng tôi sẽ cố gắng cam kết là mang đến cho nhân viên một cái môi trường làm việc tôn trọng và được tạo ra cái sự công bằng và thỏa đáng giữa các cái thành viên trong công ty và các bộ phận trong công ty, đúng không ạ? Mọi nhân viên đều được khuyến khích làm việc, đóng góp các cái giá trị cho công ty, được thảo luận, được hỏi ý kiến về các vấn đề liên quan đến công việc, liên quan đến sự phát triển và thăng tiến của sự nghiệp, được tôn trọng về các ý kiến, các đóng góp và các phản hồi dành cho công việc cũng như là công ty nói chung, đúng không ạ? Nhân viên thì được tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc, được hỗ trợ tối đa về mặt cơ sở vật chất, về mặt tinh thần cũng như là về mặt tiền bạc để có thể hoàn thành công việc đó, đúng không ạ? Thế rồi thì đối với các thành viên khác thì được tôn trọng và được hỗ trợ, được chia sẻ và được phát triển các tài năng giữa các thành viên và các đội nhóm trong công ty. Đấy, thúc đẩy cái việc mà hoàn thành công việc, đúng không ạ? Đúng hạn, đúng chất lượng và vượt xa chất lượng kỳ vọng của chúng ta, và thúc đẩy cái tinh thần trách nhiệm của nhân viên cao nhất đối với cái quá trình kinh doanh của chúng ta. Đấy. Thế rồi thì chúng ta cũng cam kết mang đến cho những người quản lý hoặc là những cái vị trí cấp cao hơn trong công ty của chúng ta, đó là gì ạ? Một môi trường được tôn trọng, một môi trường công bằng, một môi trường có khả năng thăng tiến, đúng không ạ? Một cái mức thu nhập tốt, có một cuộc sống khá giả và một cái vị trí xã hội mà được người khác cũng phải ngước nhìn, tôn trọng, đúng không ạ? Hay là có thể là gì ạ? Hâm mộ. Đấy. Thế rồi thì phương châm của công ty đề ra đối với các thành viên đó là gì ạ? Công ty sẽ muốn các thành viên là phải tận tâm, trung thực, chữ tín, đúng không ạ? Nhận trách nhiệm đúng hạn, biết yêu thương, biết hỗ trợ đồng đội, biết chia sẻ, đúng không ạ? Sẵn sàng là gì ạ? Hỗ trợ vào những lúc khó khăn. Đấy, thì tất cả những cái thứ như vậy chúng ta gọi nó là philosophy, tức là triết lý kinh doanh. Thế rồi triết lý kinh doanh ở đây nó còn phụ thuộc, còn nói về triết lý về sản phẩm, đúng không ạ? Chúng ta muốn đem cái sản phẩm của chúng ta đến với cộng đồng, đến với người tiêu dùng, và chúng ta muốn cộng đồng và người tiêu dùng được sử dụng những cái sản phẩm tốt nhất, có lợi cho sức khỏe, đúng không ạ? Hay là những cái sản phẩm công nghệ cao nhất, ví dụ như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ mang đến cho đối tác những cái hợp đồng, những cái chiến lược kinh doanh tốt nhất để hai bên cùng chiến thắng, cùng kiếm được lợi nhuận và cùng tạo các giá trị cho cộng đồng. Sau đó thì các cái phương châm và văn hóa làm việc cũng sẽ được viết ra và được thực thi thông qua công việc, thông qua cách thức trả lương, thông qua cách cấp trên đối xử với cấp dưới đối xử với cấp trên, đúng không ạ? Ví dụ như là sự tận tâm, đúng không ạ? Tức là toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty hoặc đội nhóm của chúng ta cần phải thực hiện một cách có trách nhiệm, mà trách nhiệm cao nhất và có ý thức kỷ luật cao nhất đối với công việc, đúng không ạ? Chúng ta phải hết sức dốc làm, dốc sức, dốc trí để dồn vào công việc, để cho công việc làm sao hiệu suất, đúng không ạ? Trung thực thì tức là gì? Mỗi một cán bộ công nhân viên chúng ta cần phải đề cao cái yếu tố về trung thực, tức là chúng ta sẽ không làm sai, không làm hỏng, không gian dối, đúng không ạ? Không bao dung cho những hành vi sai trái, cũng không nói sai, cũng không thực hiện sai, đúng không ạ? Không đặt điều, phải luôn luôn tôn trọng sự thật, luôn luôn tôn trọng khách hàng, luôn luôn tôn trọng cấp trên, cấp dưới và những người xung quanh chúng ta, đúng không ạ? Không nói xấu đồng nghiệp, đúng không ạ? Không nói xấu khách hàng, kiểu như thế. Đấy chính là cái vấn đề về trung thực. Đấy. Thế rồi thì chúng ta cũng cần phải có văn hóa chịu trách nhiệm. Tôi muốn nói là mỗi một cán bộ công nhân viên công ty thì cần phải có ý thức và có trách nhiệm
dám chịu trách nhiệm về phần công việc của mình, chịu trách nhiệm về những sai lầm hoặc là những cái thành công cũng như là những công việc không được hoàn thành, chịu trách nhiệm về KPI, về công việc, KPI về doanh số mà công ty đã giao cho từng người, giao cho từng bộ phận nếu đã thỏa thuận, đúng không ạ? Chịu trách nhiệm về tính pháp lý hay là chịu trách nhiệm tới cùng về công việc, không đổ lỗi, không phàn nàn, không giải thích nhiều, đúng không ạ? Tìm mọi cách để giải quyết vấn đề một cách thẳng thắn, một cách tốt nhất cho công ty, tốt nhất cho đối tác, tốt nhất cho khách hàng đó. Và nếu trong trường hợp là những cái vấn đề đấy nó mâu thuẫn xung đột xảy ra thì bạn phải chịu trách nhiệm cao nhất là dành cho cái việc là khách hàng và đối tác, công ty hoặc cá nhân của một chúng ta thì có thể phải chịu thiệt thòi một chút, đúng không ạ? Đấy, thế rồi chúng ta cũng sẽ phải đúng hẹn về thời gian, đúng lịch làm việc, đúng lịch họp, vân vân. Chúng ta sẽ không làm cho bị trễ deadline, trễ giờ họp rồi trễ cái tiến độ công việc. Thì nói chung hiện nay là người ta nói là không phải là vấn đề về quy mô mà nó là vấn đề về tốc độ, cho nên là cái việc tốc độ và sự đúng hẹn là rất quan trọng đó. Chúng ta cũng cần phải có văn hóa chia sẻ, văn hóa yêu thương và văn hóa giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, trên văn phòng cũng như là trong đời sống thực tế của chúng ta. Đôi khi trong cuộc sống thì chúng ta cũng có rất nhiều điều khó khăn, vợ chồng, con cái, gia đình, chuyện hôn nhân, chuyện bố mẹ, chuyện bạn bè, chuyện vay nợ, vân vân. Thì phía công ty cũng cần phải quan tâm, các đội nhóm, thành viên trong công ty cũng cần phải hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua những cái khó khăn, và chúng ta sẽ trở thành một cái tập thể gắn bó mà chúng ta có thể đồng lòng dốc sức chúng ta phát triển được, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta cũng cần phải tôn trọng cái sự khác biệt giữa các thành viên, tôn trọng về cái phương pháp làm việc cũng như là cái tính sáng tạo của mỗi người đấy, để làm sao mà cái việc sáng tạo và sự khác biệt đấy nó sẽ đem thêm những cái giá trị cho doanh nghiệp. Thế rồi thì chúng ta cũng cần có những cái chương trình tưởng thưởng xứng đáng dành cho những cá nhân, những cái đơn vị hoặc là những cái bộ phận và có những cái đóng góp to lớn cho công ty, các phòng ban nó, đúng không ạ? Để làm sao mà chúng ta tuyên dương kịp thời. Ý tôi muốn nói là chúng ta sẽ cần phải chú trọng đến vấn đề tuyên dương, thưởng, xếp hạng nhân viên trên một cái tinh thần rất là khách quan, và chúng ta hỗ trợ cho nhân viên chúng ta được thăng tiến trong sự nghiệp, và thông báo những cái khen ngợi trên group của Facebook, trong qua email của hệ thống, hay là bằng những cái hình thức quà cáp, bằng những hình thức vật chất phù hợp, đúng không ạ? Đấy, để kịp thời thúc đẩy nhân viên, và đặc biệt là ban lãnh đạo nhân công ty, ban lãnh đạo công ty và những người phụ trách thì cần phải có những cái chương trình lắng nghe nguyện vọng của người lao động, phản hồi của người lao động để chúng ta có thể cải thiện được môi trường làm việc, cơ sở vật chất, quy trình, phương pháp làm việc, tâm sinh lý, đúng không ạ? Để cái quá trình kinh doanh của chúng ta được tốt hơn. Đấy, thế thì làm nào để gia tăng được thu nhập và người lao động cảm thấy muốn làm việc của chúng ta, tôn trọng cái tài năng của họ, tôn trọng sự khác biệt của họ, giúp đỡ họ và cùng họ đi tới công ty với cái quá trình phát triển của công ty. Thế thì những cái điều mà tôi vừa trình bày như vậy thì nó thuộc về triết lý, đúng không ạ? Nó thuộc về triết lý. Thế thì triết lý tôi xin phép được tóm lại, nó là triết lý của công ty, triết lý về sản phẩm, triết lý về kinh doanh, triết lý dành cho nhân viên, triết lý dành cho đối tác và triết lý dành cho cộng đồng. Thì chúng ta đưa ra những triết lý như vậy, nó không phải là những lời sáo rỗng, nó không phải là những cái lời theo kiểu biểu ngữ, biểu trưng, mà chúng ta đưa ra nó để chúng ta có thể thực thi nó, chúng ta nhìn vào đó là cái phương châm hành động cho bản chất doanh nghiệp của chúng ta, cho việc xây dựng đội nhóm của chúng ta, và mỗi thành viên của chúng ta sẽ phải thực thi theo cái chiến lược như vậy, chứ không phải là đưa khẩu hiệu ra và để đấy. Văn hóa doanh nghiệp thì sẽ thực sự tốt, thực sự cần thiết khi mà cái doanh số của chúng ta có thể sẽ ổn định, hoặc là chúng ta muốn phát triển bùng nổ, chúng ta có thể phát triển bùng nổ cao hơn nữa nếu như chúng ta xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Còn trước mắt, nếu mà doanh nghiệp của bạn hoặc là đội nhóm của bạn vẫn chỉ đang loay hoay về vấn đề bán hàng để làm sao mà sống, đạt điểm hòa vốn, thì cái vấn đề văn hóa doanh nghiệp có thể là cần được chú trọng sau đó. Hiện tại là cần phải doanh số trước, đúng không ạ? Thì nói chung thì cái mô hình của nó sẽ phải là như vậy nha. Chúng ta phải liệu cơm gắp mắm, và không ai nói là văn hóa doanh nghiệp không quan trọng, nhưng mà trong lúc mà mọi người vẫn đang chật vật về doanh thu và sự tồn tại của doanh nghiệp hoặc của mô hình kinh doanh, thì
vì cái văn hóa doanh nghiệp chúng ta cũng có thể là để xuống một chút, là chúng ta để quan tâm đến những cái vấn đề liên quan đến doanh số. Tất nhiên là chúng ta vẫn không làm khác đi, đấy là về triết lý, về con người chúng ta, về cái sự tử tế và cái sự tôn trọng khách hàng của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn không được thay đổi như vậy, và đặc biệt là không vi phạm pháp luật. Ok, thì tôi cũng vừa trình bày với mọi người về cái chữ P thứ 7 là philosophy, tức là triết lý kinh doanh dành cho doanh nghiệp, hoặc là các bạn viết như thế nào trong cái kế hoạch marketing và kinh doanh thực tế. Thì tôi đã vừa trình bày, đưa ra các ý tưởng. Thế thì sau này thì các bạn sẽ kết hợp với cái file bản mềm tôi gửi, sau đó các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể sửa chữa, các bạn có thể viết những cái bản kế hoạch tốt hơn của tôi. Tôi xin nói rằng là đây là một cái bản kế hoạch mẫu, mang tính tham khảo như là văn mẫu thôi. Tôi không nói đó là tốt, tôi không nói đó là hay, tôi không nói là tuyệt vời. Nếu như những cái gì tôi làm chưa đúng, chưa tốt, các bạn có thể góp ý cho tôi, các bạn có thể chia sẻ với tôi. Trên tinh thần chúng ta cùng học hỏi và chia sẻ với nhau, chứ không phải là tôi nghĩ là cái khóa học này của anh Phan Anh sẽ giúp tôi được rất nhiều nhưng tôi đã thất vọng, hay là tôi cũng không kỳ vọng gì nhưng mà anh Phan Anh đã giúp tôi rất nhiều. Tất cả những cái quan điểm như vậy chúng ta hãy trao đổi thẳng thắn với nhau, và tôi xin phép chia sẻ cái file này cho mọi người. Nó là một file Word, một file Excel với mục tiêu là để giúp mọi người tiết kiệm thời gian và mọi người có thể tham khảo, chứ không muốn chứng tỏ rằng là cái bản kế hoạch này của tôi là một bản kế hoạch perfect, hoàn hảo, tuyệt vời. Được chưa ạ? Tôi xin phép nhấn mạnh lại một lần nữa, chỉ mang tính tham khảo thôi. Các anh chị thấy nó hữu ích, các anh chị thấy nó phù hợp, các anh chị có thể edit, sửa chữa nó đi, và các anh chị áp dụng cho chính bản thân mình, và các anh chị có thể chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của anh chị với tôi. Được chưa ạ? Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi các cái video và chia sẻ về cái chiến lược marketing được nói về trong cái 7 cái chữ P của giáo sư Philip Kotler. Và phần tiếp theo thì tôi sẽ trình bày cho các bạn các cái kế hoạch hành động chi tiết, bao gồm là roadmap về marketing, kế hoạch về doanh số chi tiết từng tháng, các công việc từng tháng, và có một cái file biểu mẫu để cho các bạn xem. Và đặc biệt là chúng ta cũng cần phải quan tâm đến chiến lược về tài chính, đúng không ạ? Thì cái video tiếp theo thì tôi cũng sẽ trình bày về các kế hoạch này cho các bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn.